Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ tới anh chị và quý khách mẫu xe nồi đồng cố đá tiết kiệm nhiên liệu và siêu bền bỉ. Đó trước là chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2017, bản E1.5 số sàn, xe đẹp, tư nhân chính chủ gốc Hà Nội và máy số zin keo chỉ nguyên bản. Xe thì độ full đồ chơi option và phụ kiện rồi. Đấy, sơn xi thì em dọn xong rồi, còn gầm máy nội thất là chưa dọn. Thì tuy nhiên em sẽ quay cho các bác luôn để các bác trải nghiệm xe mộc mới làm sơn xong thì nó sẽ như thế nào và khi dọn xong máy gầm nội thất nó sẽ như thế nào. Còn đây là toàn bộ về ghế da và nội thất trong xe này, bánh vô lăng thì loại này miễn chê rồi. Đây nó là xe hàng hiệu, xe đẹp. Ở đây là xe chưa dọn nhé. Đây những con bản lề này, trắng tinh này. Và toàn bộ những cái ốc bản lề này, rồi là ốc cửa này. Đấy, bạc bẹ lên xuống. Và toàn bộ keo chỉ. Đây, toàn bộ cửa sau và toàn bộ táp ly này. Xe đẹp các bác nhé. Nhà em thì không làm xe taxi dịch vụ. Đối với những mẫu xe như thế này thì các bác chạy đôi 3 năm gần như là không phải rộng chạm mà sửa chữa bất cứ gì trên những chiếc xe như thế này. Đó, lốp dép thì đẹp. Con này em còn dọn gặp máy nội thất nữa là xong thôi. Thì các bác về chạy gia đình hay chạy dịch vụ đều ổn. Đấy. Khoang nội thất này. Và toàn bộ lòng máng keo chỉ zin hết. Zin hết nhé. Toàn bộ từ ốc cabo zin này. Ốc cabo zin. Đấy, ốc cabo zin. Ốc cabo zin đen. Toàn bộ lòng máng. Toàn bộ bản lề zin. Đây. Đó, toàn bộ phần cốp sau. Đó, cốp sau này. Đó, cốp sau. Đây. Cốp sau và toàn bộ phần tôn. Lòng máng zin hết các bác ạ, keo chỉ zin toàn bộ luôn, ốc này. Đấy, những con xe đẹp như thế này thì các bác mua và chạy thực sự là nó sẽ đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra. Đừng nên mua xe lỗi, bởi vì khi các bác mua xe lỗi về thì trong quá trình sử dụng, thứ nhất là xe già chạy nhiều là hay phát sinh về phần máy. Thứ hai là nếu xe mà có trải qua về móc méo đâm đụng vào sắp xi phần càng, cuộn kèo bản lề, là khi các bác chạy một thời gian là nó sẽ bở toàn bộ phần matit ra. Ở những xe mà nó có những cái chi tiết để chúng ta nhìn thấy xe nó có lỗi không. Đây, con xe nó có được cái đường như thế này. Nếu mà xe lỗi móp nhá, gần như không ai làm được cái đường tròn như thế này luôn. Đấy, khẳng định là nó sẽ mất. Đó, nếu mà bị móp méo, keo chỉ zin hết này. Toàn bộ keo chỉ, toàn bộ ốc bản lề. Đấy, gầm thì cực kỳ đẹp. Con này thì em chưa dọn gầm. Con này phải dọn gầm máy nội thất lên nữa thì nó sẽ trắng choang luôn. Đấy, bản lề và đường bao lê này. Và toàn bộ cửa trước. Đây, cửa trước này, keo chỉ. Đó, keo chỉ, bản lề cột kèo xanh biếc, zin đét. Đây, ra ghế bên phụ. Đối với dòng này thì nó sẽ là ghế nỉ. Tuy nhiên thì con này đã trang bị ghế da rồi. Trang bị đủ đồ chơi option, màn hình Android rồi. Về là chỉ sẵn đi đấy. Đây, máy này. Đó, toàn bộ máy này, zin đét nhé. Máy này thì em dọn gầm máy nội thất đi nữa là xong. Đó, toàn bộ cabo zin này. Cabo zin. Và toàn bộ phần nỉ cabo này cũng zin luôn. Đây. Ở toàn bộ phần đầu. Những con vấu ở đầu xe này là em tháo ra để tháo biển nhé. Tháo biển. Sau khi dọn xong thì sẽ lắp đủ đây. Két nước này. Rồi là toàn bộ tổng thành máy này. Máy zin nét này. Từ keo đỏ này. Đấy, từ keo đỏ. Và toàn bộ phần tai. Toàn bộ phần tai và lồng nhé. Trong này. Đấy, con này dọn cầm máy đi nội thất nữa thì nó cực kỳ đẹp và rất là mới. Khi mà xe dọn xong. Đấy. Từ những về phần táp ly cửa. Đây, táp ly cửa này, vành vô lăng này. Cực kỳ đẹp. Vành vô lăng này. Màn hình cam lùi, cam hành trình thì đủ hết rồi. Đấy, màn hình Android, cam hành trình trên gương. Cam hành trình trên gương nhá. Đó, màn hình Android ở dưới đây, cam hành trình này, nét căng này. Đấy, cam lùi đủ hết. Đấy, cam lùi này. Đó, và toàn bộ tổng thành xe. Full phụ kiện rồi, và chỉ sẵn đi thôi. Đó, đây. Em sẽ trải nghiệm một đoạn đường để các bác thấy được rằng là về gầm máy nội thất của chiếc xe này. Đấy. Xe chạy cực kỳ tốt nhá, chạy cực kỳ tốt và khỏe luôn. Đó. Đấy, chạy lên 80 thậm chí là 100 luôn mà mới đang số 4. Đó. Xe chạy gầm cực tốt đấy, đi qua cửa giảm sóc gần như là không phát ra tiếng động.
nó gần như không phát ra tiếng động luôn. Vậy thì anh chị và quý khách hàng mà đang có nhu cầu về một chiếc Vios số sàn với tầm khuôn tiền hơn 300 triệu thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại để được tư vấn và hỗ trợ, hoặc đến trực tiếp cửa hàng luôn nhé các bác, đến ô tô đẹp Mạnh Dũng đây. Ô tô đẹp Mạnh Dũng tại km số 6 Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, để lựa chọn cho mình những mẫu xe chất với chế độ bảo hành và cam kết trên văn bản giấy tờ. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và quý khách hàng ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.